Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Như cái tiêu đề thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về routine skincare này của mình. Nhưng mà hiện tại thì Hà Nội nó đang nóng, thế nên là mình lại mặc áo cộc tay. Và mọi người có thấy đồ ngủ của mình cute không? Nên là một gương mặt hoàn toàn mộc của mình. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu tất tần tật những sản phẩm mà mình dùng trong buổi tối ngày hôm nay. Tại vì là mình đang còn thâm mụn, thế nên là mình sẽ ưu tiên về việc chữa trị mụn cũng như là giảm thâm mụn. Chúng mình bắt đầu thôi nhé. Đầu tiên, toner mà mọi người nhìn một cái là mọi người sẽ biết luôn. Chan chan. Mọi người nhìn thấy gì không? Nó đã hết được một nửa rồi mọi người ạ. Mình cũng phải dùng cái em này phải được mấy tháng rồi ấy, thì nó chỉ còn có từng này thôi. Madagascar Centella Toner của Skin 1004. Cái em này thì sẽ chiết xuất từ rau má là chính này, thì nó sẽ có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm các thứ, và cũng có cả niacinamide nữa, thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thâm mụn cũng như là cũng có một chút trị mụn. Và trong này có cả BPHA nữa, thì nó sẽ là một loại thành phần mà giúp chúng ta tẩy tế bào một cách cực kỳ nhẹ nhàng ấy. Thế nên là mình sử dụng cái em này, mình cảm thấy da rất là mềm. Và có một điều đặc biệt là cái em này không chứa cồn, không chứa hương liệu, cực kỳ lành tính luôn mọi người. Ai mà kiểu da nhạy cảm, nói chung là da khó chiều ấy, với cả có mụn với các thứ, thì mọi người có thể sử dụng em toner này để làm dịu da. Mọi người có biết là bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi không? Mình đã 21-22 tuổi rồi, và mình có quầng thâm mắt. Sản phẩm mà mình dùng cho mắt đó chính là cái em này. Cái này kiểu mình đứng ở trong trong cái cửa hàng tiện lợi. Cái này nó có tận mấy màu cơ. Xong rồi cuối cùng mình chọn cái màu vàng này, là mình thấy có cái ghi gì mà chiết xuất từ nọc rắn các kiểu ấy. Từ trước cái này mình ít khi dùng kem mắt lắm, thế là mình sẽ kiên trì mình sử dụng. Từ khi sử dụng em này thì kiểu mắt nó mềm hơn ấy, cái quầng thâm thì nó cũng đỡ khô ráp hơn các thứ, nhưng mà nhìn kiểu mềm mại hơn ấy. Kiểu vẫn còn quầng thâm nhưng mà nó khả năng nó sẽ mềm mại hơn, là chúng ta không bôi gì cứu tinh mà đã cứu rỗi mình khỏi những lúc mà bị mụn rồi thâm mụn các thứ. Đó chính là em mặt nạ của nhà Sexy Look. Đây chính là cái mặt nạ sạch mụn chàm chà của nhà Sexy Look nổi tiếng. Nó sẽ không có cồn, không có paraben, cực kỳ là lành tính mọi người ạ. Chiết xuất từ chàm chà là chính, thế là sẽ giúp ngăn ngừa mụn các thứ này. Mặt nạ này thì có màu đen mọi người ạ. Cái cảm giác mà đắp được cái mặt nạ này lên ấy, nó rất là mát. Nó có một cái mùi chàm chà rất là rõ rệt luôn mọi người ạ. Không quá là hắc. Những bạn nào mà kể cả dị ứng với mùi hương ấy các thứ cũng không lo đâu, tại vì nó nhẹ lắm. Cái mặt nạ này thì cực kỳ nhiều dưỡng chất luôn mọi người ạ. Lần nào mình đắp lên xong mình cũng phải bôi một ít ra cổ, ra tay ấy. Mặt nạ sạch mụn chàm chà Sexy Look chiết xuất từ chàm chà, đang kháng viêm, giảm sưng đỏ với các nỗi mụn cứng đầu nhất, hiệu quả cao trong việc kìm dầu và hạn chế tình trạng mụn quay trở lại. Xuất từ cây phỉ sẽ kháng khuẩn cho da, điều tiết quá trình sản sinh dầu, chống lão hóa và có hiệu quả làm dịu da. Với những bạn nào mà hay nổi đỏ hay có những nốt đỏ trên mặt ấy, thì đắp cái này một lúc sau nó cũng sẽ dịu xuống. Có alatonin là cái thành phần vàng dành cho da nhạy cảm, dịu da ngay tức thì và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Từ khi mà có mụn, cái nốt mụn đấy rất là to, xong rồi nó còn mụn bọc, xong rồi nhân trắng các thứ, mình không dám chụp lại luôn. Nhưng cái ảnh mà mình show lên cho mọi người xem ở chỗ này này, mình đã đắp được cái mặt nạ này 2 lần một tuần trước đấy rồi. Thế là nó sẹp mụn rất là nhanh, giảm sưng mụn các thứ ấy. Nói chung là không có cái này thì chắc chết. Sẽ trở lại trong 20 phút nữa nhé. À, cuối cùng sung sướng. Mỗi lần mà mình có mụn ý, hoặc là kể cả mình không có mụn, thì một tuần mình cũng phải đắp từ 2 đến 3 lần. Mà mình thấy rõ cái công dụng của nó nhá.
vừa giảm mụn này, vừa mờ thâm, còn làm se khít lỗ chân lông đúng không mọi người ạ? Cực kỳ thích luôn. Kỳ Hari recommend cho các chị em mà đang có mụn hoặc là có vết thâm mụn hoặc là có lỗ chân lông to hoặc là tiết dầu rất là nhiều thì nên sử dụng mặt nạ này. Tại vì nó rất là tốt, nó có cực kỳ nhiều công dụng trong một đỉnh. Cái sản phẩm cuối cùng mà mình sử dụng trong routine ngày hôm nay đó chính là em này. Đây là một em dưỡng, hai em lần đầu tiên mà mình có. Và cái em này thì mình cũng mới sử dụng thôi. Và chắc là mình sẽ hẹn mọi người là mình sẽ review kỹ hơn về em này trong cái video lần sau nhá. Video hôm nay của mình đến đây là hết rồi. Mình cảm ơn mọi người vì đã xem cái video này. Hãy tiếp tục ủng hộ mình bằng cách like, share and subscribe kênh channel của mình. Và nhớ ấn vào nút chuông để có thể nhận được thông báo từ những video mới nhất của mình nhé. Và hẹn gặp lại trong những clip lần sau. Bye bye.